Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà gỗ, bán nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa.com. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu quý khách hàng một căn siêu phẩm nhà phố nằm ngay trục đường tại đường số 4, phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. À phường 14 nha quý hàng ơi. Căn nhà này thì chúng ta chỉ cắt một trục đường chính của đường Lê Văn Thọ đi vào thì tầm 100m của quý hàng. Tại đây là một con đường nhánh tại đường Lê Văn Thọ nha quý hàng. Đây là một con đường số 4. Và đây là một vị trí đó là kinh doanh buôn bán online mọi ngành nghề nha quý hàng. Tại đây thì chúng ta di chuyển ra công viên Hoàng Hoa thì rất là gần những quý hàng ơi. Và căn nhà của chúng ta thì có một diện tích đó là ngang 4m2, độ dài đó là 20 và được thiết kế đó là một trệt 3 lầu, gồm đó là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và có vực sân thượng trước sau. Và căn nhà này thì gia chủ đang chào bán một mức giá rất là rẻ thôi. Một căn nhà mặt tiền chỉ giá chỉ hơn 8 đồng hơn một chút xíu thôi quý hàng. Và đây thì mặt tiền của nhà của chúng ta nha. Mặt tiền thì được gia chủ thiết kế rất là hiện đại. Với phía ngoài có một ban công gia chủ trồng cây xanh chúng ta và phía trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp nha. Nhà của chúng ta thì có một diện tích đó là ngang 4m2, độ dài là 20, thiết kế rất là hiện đại nha. Và bây giờ chúng ta cùng quay chúng ta coi sơ một vị trí trước nhà của chúng ta, đó là một con hẻm rất là thông thoáng, một tiền đường số, một con hẻm 5m xe tải xe hơi di chuyển vào thoải mái nha quý hàng. Một con đường, một trục đường số thông thoáng nha quý hàng. Đó đây. Và bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển vào bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Phía trước nhà của chúng ta đây thì chúng ta có một bộ cửa sắt gia chủ đúc là rất là kiên cố chúng ta nha. Và xung quanh thì gia chủ lót đá hoa cương rất là hiện đại. Rồi bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển bên trong nha. Phía bên trong đây thì chúng ta có một khoảng sân. Sân này thì gia chủ đã chừa chúng ta đó là tầm khoảng 6m, chúng ta có thể để vừa một chiếc xe hơi bán tải từ 4 đến 7 chỗ nha quý hàng ơi. Phía bên trên đây thì gia chủ là đổ đúc rất là kiên cố. Rồi cùng di chuyển vào phía bên trong chúng ta cùng tham quan nha. Phía bên trong đây thì chúng ta có một bộ cửa, đó là cửa gỗ đỏ này, gia chủ trang trí rất là hiện đại. Một bộ cửa gỗ đỏ đúc rất là kiên cố và chắc chắn. Và ngay khi bước lên đây thì chúng ta có một bậc tam cấp đi lên nha quý hàng. Đó. Và kế tiếp đến bên trong thì chúng ta có một không gian phòng khách gia chủ trang trí. Chúng ta đó là một bộ ghế sofa, bộ ghế hơi rất là hiện đại. Và phía bên trên đây trần thì được gia chủ thiết kế là trần thật cao. Và khác biệt hơn những căn nhà khác thì ở đây thì chúng ta có một gắn quạt gia chủ thiết kế. Ở đây thì chúng ta có kệ TV và cùng đó thì gia chủ dán trang trí chúng ta đó là một bức tranh rất là đẹp nha. Và tiến một bên trong thì chúng ta có một khu vực cầu thang. Cầu thang thì được làm từ kính cường lực này, tay vịn được làm từ gỗ căm xe, đá hoa cương rất là hiện đại. Một căn nhà phố, một diện tích ngang 4m2, độ dài là 20. Ở đây chúng ta có một chiếc đồng hồ cơ rất là đẹp này. Và bây giờ em sẽ dẫn khách hàng cùng di chuyển vào bên trong, chúng ta cùng tham quan khu phòng bếp của chúng ta nha. Ngay bước vào khu phòng bếp thì chúng ta có một bộ bàn ăn sau ghế gia chủ thiết kế cho chúng ta rất là hiện đại. Tủ bếp thì được gia chủ thiết kế đó là tủ gỗ đỏ, mặt đá là mặt đá hoa cương với trang thiết bị rất là hiện đại. Một nhà phố thì rất là thông thoáng. Phía sau thì chúng ta có không gian giếng trời, phía sau gia chủ chừa chúng ta đó là 1m làm khu vực sân ở phía sau nha. Rồi chúng ta cùng di chuyển khu vực phía sau chúng ta tham quan nha. Một căn nhà phố rất là tuyệt vời, một mặt tiền đường số nha quý hàng. Tại đây thì chúng ta có thể kinh doanh nhỏ lẻ online, mua buôn bán. Một phòng khách thì một phòng bếp rất là rộng rãi và thông thoáng. Rồi bây giờ em sẽ dẫn khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Và tại đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh tại khu sau chân cầu thang nha quý hàng. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên khu vực sân thượng lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Và đây là lầu 1 của chúng ta. Lầu 1 của chúng ta thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và có một khu vực ban công phía trước rất là rộng rãi và thông thoáng.
Và đây là khu vực phòng ngủ của chúng ta. Phòng ngủ này thì chúng ta có một bộ chăn ga gối đệm gia chủ thiết kế sẵn cho quý hàng rồi nha. Phía trên chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng và cùng đó thì có bàn son này, tủ quần áo, đầy đủ nội thất, có cả máy lạnh cho quý hàng luôn rồi. Nhà vệ sinh thì nhà tắm thì gia chủ thiết kế phía sau nhà. Đây thì chúng ta có vòi tắm. Vòi tắm này thì gia chủ đã treo lên khu vực trần nhà. Khi chúng ta mở nước thì chúng ta sẽ ở trên sẽ ra nước nha. Đây là nhà vệ sinh, nhà tắm. Bồn rửa tay đây nữa nha. Phòng ngủ này thì rất là thông thoáng quý hàng ơi. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn quý hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực phòng ngủ phía trước chúng ta cùng tham quan nha. À, quý khách hàng ơi, phía ngoài đây thì chúng ta rất là nổi trội và chúng ta có một hệ thống đèn chiếu sáng thiết kế ở ngoài khu vực sân ngoài đây rất là đẹp. Và đây là khu vực phòng ngủ phía trước này. Chúng ta có chăn ga gối nệm, hệ thống tủ âm tường, kệ tivi. Phía trước thì chúng ta có khu vực ban công rất là rộng rãi. Nếu khách hàng nào có con em thì chúng ta ra đây chúng ta sinh hoạt vào những buổi tối thì rất là thư giãn và tuyệt vời luôn nha. Một không gian săn. Phía trên thì chúng ta có hệ thống dàn cây treo rất là rộng rãi và đẹp nha. Và đây là mặt mặt tiền của chúng ta này. Chúng ta nhìn lên trên rất là rộng rãi. Thiết kế rất là hiện đại của nhà phố. Rồi, bây giờ em sẽ mời quý hàng cùng theo trên em cùng di chuyển lên khu vực lầu 2 chúng ta cùng tham quan nha quý hàng ơi. Rồi và đây là khu vực lầu 2 của chúng ta thì có hai phòng ngủ luôn nha quý khách hàng ơi. Với trang thiết bị đó là toàn bộ nội thất. Chúng ta chỉ thiếu một cái giường thôi. Nhà nào thì nhà của khách hàng có giường thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Đó, có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Các thương hiệu rất là tốt của gia chủ chọn đến cho quý khách hàng. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên phòng ngủ phía trước chúng ta cùng tham quan nha quý hàng ơi. Và đây là khu vực phòng ngủ phía trước. Phòng này thì có đầy đủ nội thất luôn nha. Nếu quý hàng nào đang quan tâm đến một căn nhà phố mặt tiền trắng, chúng ta hãy nên lựa chọn căn nhà phố này nha. Một căn nhà phố di chuyển rất là thuận tiện. Chúng ta di chuyển ra đường Cây Trâm, đường Quang Trung rất là gần. Và đặc biệt thì chúng ta di chuyển ra khu vực chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây thì trong bán kính thì tầm 2 phút thôi nha. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển lên khu vực sân thượng. Và đây là khu vực sân thượng trước sau. Một khu sân thượng gia chủ thiết kế như một công viên săn tại khu vực sân thượng này. Gia chủ lót thảm. Phía sau thì chúng ta có trồng cây săn. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn khách hàng cùng di chuyển đến khu vực phía trước chúng ta cùng tham quan. Đây thì chúng ta có thể thấy thì một phòng thờ gia chủ đã trang trí sẵn rồi. Đó. Tại đây thì chúng ta có một hoàng lăng bộ gia chủ thiết kế rất là đẹp nha quý hàng. Đó. Một không gian cây săn. Nếu khách hàng nào thích căn nhà phố này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Chúng ta có thể thấy này, không gian cây săn gia chủ thiết kế rất là đẹp và hồ cá. Một khu tiểu cảnh rất là tuyệt vời như quý hàng. Rồi. Và em cũng xin nhắc lại vào căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4,2 m, độ dài đó là 20 và được thiết kế đó là một trệt 2
hai lầu và sân thượng trước sau. Gia chủ thiết kế đó là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và có hụt sân thượng trước sau. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Ngoài ra nhà đất Ngọc Hoa còn rất nhiều căn nhà phố giá cả từ 4 cho đến 10 tỷ. Nếu quý khách hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Rồi, và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng một video khác nha.